Đây là Coin68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion của Coin68. Trong số podcast ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một thay đổi nhỏ nhỏ một tí. Đó là đây sẽ là số podcast đầu tiên có sự tham gia của 3 người. Mình là Hồng Phong, có lẽ các bạn đã biết đến mình rồi. Và mình sẽ để vị khách mời đầu tiên tự giới thiệu bản thân. Xin mời anh Andy. Xin chào mọi người, mình là Andy. Mình cũng ở trong thị trường này một thời gian rồi. Mình hay nghiên cứu về NFT, các game. Cho nên là các bạn hay thấy mình hay bọc bạch nhiều ở trên nhóm. Đó là về game, mọi người hay gọi mình là giáo sư NFT. Wow, cảm ơn Andy. Và người thứ hai thì cũng khá là quen thuộc với anh em rồi. Đó là Nguyên, đến từ cộng đồng FOMO Sapien. Hello, xin chào anh em. Thì rất vui khi một lần nữa mình được góp mặt trong cái podcast DeFi Discussions. Ok, thì hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ có những cái thảo luận hay ho về thị trường. Ok, NFT và gaming đó là một cái trend cực kỳ hot trong thời điểm hiện tại, và bất kỳ ai dù là bạn theo trường phái đầu tư nào cũng chắc chắn không thể bỏ qua được. Thì đó sẽ là cái chủ đề mà chúng ta sẽ nói đến trong số podcast ngày hôm nay. Làm như sao để đánh giá được một dự án blockchain gaming như thế nào là tốt, như có những đặc điểm nào để cho mình xứng đáng mình đầu tư, mình dành thời gian mình tìm hiểu. Vậy thì bắt đầu với anh Andy trước đi. Có những dự án nào trong thị trường mà anh đã từng trải nghiệm và anh có hứng thú về riêng cái mảng NFT và blockchain gaming này? Để mình bắt đầu trước. Thì với NFT và đặc biệt là blockchain gaming á, thì mình cũng vào khá là sớm, từ khi từ năm cuối năm 2020. Tháng 12 năm 2020. Và mình nhớ khi đó là khi mà Coin68 đang có một cái cuộc khảo sát với mọi người là có cái xu hướng nào sẽ là xu hướng tiếp theo của năm 2021 á. Thì mình là người cùng làm với mọi người trong cuộc khảo sát đó, mình biết được là cộng đồng cũng đang rất là có nhiều cái sự quan tâm đến cái xu hướng là blockchain gaming. Và đúng thật là bây giờ nó đã xảy ra. Thì lúc đó mình mới bắt đầu, mình thật sự là mình đào sâu vào và mình bỏ tiền mà chơi. Thì hai dự án đầu tiên mà mình tham gia đó là Axie Infinity. Thì mọi người cũng quá biết rồi, tại vì nó có thể gọi mọi là người chơi Axie từ thời điểm đầu luôn. Ừ, nhưng mà cái câu chuyện nó chưa bắt đầu từ đó. và dự án thứ hai mình chơi là Avigotchi. Cái con ma nó cũng dễ thương á, hai con này nó cũng khá là dễ thương. Một con thì nó vẽ 3D nó cute hơn, một con thì nó vẽ pixel kiểu nó retro hơn. Thì mình cũng thử lúc đó mà anh mới bập vào hai cái dự án này, thì anh có nghĩ đây sẽ là một cái trend, hay là anh có nghĩ nó sẽ phát triển đến mức như thời điểm hiện tại không? Lúc đầu để mình thành thực mà nói á, thì mình không hề nghĩ là nó sẽ thành một cái trend nó sốt như là bây giờ đâu. Có nghĩa là tính về vốn hóa thì nó ít khoảng vài chục vài trăm lần đó. Mình không nghĩ nó như thế đâu. Mình chỉ nghĩ là có thể là kiểu sang năm khi mà bull run đó, thì đâu đó là có thể x2 x3 gì đấy, thì tiền cũng sẽ để ở đó, tiền nhàn rỗi của mình mà mình cũng sẽ không có lãng phí nó. Ngoài ra thì cũng có thời gian rảnh thì mình có thể chơi với nó một tí xíu để biết thêm về cái kinh nghiệm trong ngành, hoặc là biết thêm là những cái game này nó có thể ứng dụng được DeFi như thế nào, ứng dụng tokenomics khác là sao, kiểu như vậy. Thì thực sự là mình bắt đầu với cái con Avigotchi nó sâu hơn là Axie. Đấy, thì Avigotchi lúc đó là nó chưa ra game cơ, nó mới bắt đầu chuẩn bị mở bán lần đầu tiên. Đấy, và khi đó là mình bắt đầu cũng tìm hiểu, nhưng mà lúc đó mình rén lắm, kiểu bỏ vào có thấy một con ma giá thấp nhất có vài trăm đô thôi, mình cũng rất là rén, kiểu mình nghiên cứu về nó hoài luôn, đọc hết tài liệu này tài liệu kia, rồi research là coi là mua như thế nào là nó hợp lý giá, rồi mua thế nào để có sau này có thể bán lại được á, kiểu vậy á.
Vậy thì về đó là về phần anh Andy. Còn nếu về phần Nguyên thì sao? Mình biết là Nguyên không có hứng thú với cái trend gaming này lắm, nhưng mà có dự án nào lọt vào đầu mắt xanh của Nguyên trong thời điểm vừa qua không? Ok, thì như Phong có đề cập hồi nãy thì thú thật là mình không phải là người mà phát hiện ra cái NFT và gaming này sớm. Tức là có nghe anh em ở trong nhóm thì gọi call cái trend NFT gaming từ hồi tháng 10, tháng 11 năm ngoái. Thì rồi bẵng đi một khoảng thời gian tầm tháng 4, tháng 5 thì mọi người sẽ đổ dồn vào những cái sản phẩm DeFi kiểu như sàn giao dịch này nọ, đúng không? Thì đùng một cái thì thời gian gần đây cái tự nhiên nó bùng lên, và nhất là cái hiện tượng của AC Infinity thì mọi người mới bắt đầu tìm hiểu đến NFT và gaming. Thì cá nhân mình cũng thực sự là bắt đầu tìm hiểu về cái mạng thị trường này từ cái giai đoạn mà sau khi AC bùng nổ. Nghĩ là AC thì hiện tại vẫn đang là một gọi là người dẫn đầu thị trường, thì và cái cách làm của họ thì rất là chuẩn chỉnh. Mình khá thích cái cách họ build cộng đồng, tức là họ thực sự build một cái cộng đồng mà đến nó để chơi chơi game và enjoy game. Và cái quan trọng của người ta là gameplay, và người ta đã bắt đầu từ năm 2018 rồi, xong rồi đến thời điểm hiện tại thì mới hoàn thiện sản phẩm và có một cái gì đó để giữ chân người chơi lại. Đó cũng là vấn đề mà mình nhận thấy với các dự án play to earn trong thời điểm hiện tại. Sau cơn sốt XC á, thì các dự án play to earn sinh ra cũng nhiều, nhưng mà họ tập trung vào cái mảng earn nhiều hơn. Tức là tại đây chơi của tôi đi, bạn bỏ tiền vào, bạn mua những cái vật phẩm trong game, rồi chắc chắn trong một khoảng thời gian nào đó bạn sẽ hoàn lại vốn thôi. Tức là người ta tìm đến để earn, chứ cái play là thứ yếu. Thì anh Andy, anh có thấy cái việc mà các dự án build rầm rộ lên như vậy mà không tập trung vào gameplay mà chỉ tập trung vào cái tokenomics như anh nói, thì nó có phải là một cái trend healthy của thị trường không, hay là cái play to earn này cái bản chất nó là như vậy rồi? Thật sự ra mà nói cũng nhiều người so sánh cái NFT gaming này với lại DeFi, cái DeFi Summer hồi tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm ngoái khi mà nó phát lên. Thì họ so sánh với cái mức góc độ là người dùng đến, những người dùng đến đầu tiên thì sẽ là những người có lợi nhuận nhất, và những người đến sau cùng thì có thể là những người sẽ chịu những cái tổn thất tạm thời á. Đó thì nhiều người so sánh như thế, mình cũng thấy nó có cái điểm tương đồng, đó là ở chỗ hồi trước thì có nhiều khả năng sẽ xả đầu người sau. Và thực sự về mà nói thì cộng đồng họ đến với mình vì cái gì thì họ sẽ đi với mình vì cái đó thôi. Nếu mà dự án họ build theo cái hướng là earn nhiều thì khi có một cái dự án khác nó earn nhiều hơn thì người ta sẽ chạy qua dự án đó, dự án kia đó. Thì họ ngược lại thôi, hoặc là ngược lại khi mà một cái dự án họ có một cái game play nó hoàn chỉnh, nó thu hút cuốn người ta chơi vào cái game, làm một cái game thực sự luôn á, để người ta play trước đã rồi sau đó mới earn á đó. Thì khi mà có những cái game earn khác á thì có thể ở đâu đó một phần nhỏ những cái người họ thích đầu cơ họ có thể chạy qua những cái dự án kia, dự án nọ. Nhưng mà những cái người nào em thấy cái này nào? Nó cũng có thể so sánh giống như là các cái pool farming mới ra đời á. Đúng rồi, đúng thì rồi. Những cái pool mới người ta cho APY 1000%, 10000% các thứ để mà hút người dùng đổ tiền vào. Nhưng mà cái vấn đề là người ta đến farming vì lợi nhuận, thì đến khi mà cái APY thụt xuống thì người ta sẽ cầm tiền người ta đi thôi, chứ người ta không có gắn bó lâu dài. Thì có phải ý anh là kiểu cái trend game này nó cũng sẽ như vậy? Mình thì nghĩ là sẽ có thanh lọc ra, nó chắc chắn sẽ có những cuộc thanh lọc ra để phân chia rõ ràng ra là những cái dự án nào họ tập trung vào phần play nhiều hơn, và những dự án nào là họ chỉ đơn thuần chỉ làm một cái gọi là pool DeFi được game hóa thôi, đúng không? Có nghĩa là cũng bản chất cũng đều là những cái pool DeFi, bỏ tiền vào làm một chút cái nhiệm vụ gì đó tối thiểu và sau đó mỗi ngày nó được farm được như đây tiền, thì nó bản chất nó cũng là những pool DeFi thôi. Thì nó sẽ phân hóa ra hai cái mảng rõ rệt, là một mảng là những nhà có gameplay thực sự tốt, nó là một trò chơi họ cần phải chơi trước cái đã thì mới có thể earn được sau, và ngược lại phía bên kia đối lập sẽ là những dự án họ hoàn toàn tập trung vào mảng earn như là DeFi hiện tại mình đang có.
thực ra về cái vấn đề mà play hay earn á thì thú thật là thời gian gần đây mình thấy các dự án họ bắt đầu đầu tư vào sản phẩm cũng nhiều hơn, tức là cái mạng play của họ, đồ họa các thứ thì nó cũng đã gọi là nhìn nó trông nó chỉnh chu hơn một xíu rồi. Cái này thì cũng chia sẻ một chút là cá nhân mình thì cũng không ít, tức là cá nhân mình thì cũng khá là ít chơi game, đặc biệt là những cái game mà như kiểu có vật phẩm á, tức là cây cuốc nhiều, đúng là như Võ Lâm với lại mấy cái game kiểu như Kiếm Thế ngày xưa mà nó có vật phẩm, có kiếm, có nhẫn đồ này nọ, thì những cái concept game đó nó đang là nền tảng của NFT gaming hiện tại. Thì cá nhân mình vì là trước giờ ít có tham gia những cái nhóm game kiểu như vậy cho nên là khó mà cảm nhận được cái độ cuốn và cái độ FOMO của một cái dự án game hiện tại. Thì dù là họ có build một cái nền tảng, tức là họ có build một cái sản phẩm nhìn đồ họa nó khá là tốt mắt, nhưng mà thú thật là bản thân mình thì đang nhìn nó ở dưới góc độ giống như Phong nói là nó hơi tài chính một xíu, tức là ở dưới nó vẫn sẽ là một cái hệ sinh thái tiền và nó cần luân chuyển dòng tiền làm sao cho hợp lý. Thì ở giai đoạn này mình nghĩ là ở giai đoạn này thì vẫn sẽ là earn nhiều hơn, tức là mọi người sẽ cần phải chú trọng nhiều đến cái cách mà một sản phẩm họ build cái dòng tiền ở dưới chạy như thế nào. Tại vì game tốt bây giờ thì cũng đang chờ những đội dev, họ thực sự họ cần thời gian mà, chứ để bảo là một phát mà ngay sau khi AC lên và các dự án chạy theo mà 1-2 tháng mà họ đã có sản phẩm liền thì hơi khó. Thì mình nghĩ là vẫn thiên về ơn nhiều hơn. Và nói đến cái này thì thêm một điều nữa, thì Nguyên là một người mà đọc white paper của dự án rất là nhiều và nghiên cứu một cái thứ cực kỳ quan trọng của dự án là tokenomics, thì Nguyên đã cảm thấy là những cái dự án mà blockchain gaming như thế này thì nó cần phải có một cái benchmark, một cái tiêu chuẩn về tokenomics riêng, hay là mình vẫn có thể dùng các cái tiêu chuẩn hiện tại của để đánh giá các dự án DeFi, để đánh giá các dự án gaming không? Tại vì thì play zone mà người ta vẫn phải xài một cái khoản tiền nhất định để người ta trả cho người chơi, thì mình đánh giá tokenomics của dự án blockchain gaming thì mình có thể đánh giá như thế nào khi mà research dự án? Thực ra thì về bản thân các dự án DeFi truyền thống đi thì nó cũng sẽ không có một cái tiêu chuẩn cụ thể nào cho cái tokenomics cả. Tức là về bản thân dự án họ, miễn sao họ có thể gọi là đảm bảo được dòng tiền nó luân chuyển một cách ổn định và đảm bảo được là cái lực mua và cái lực bán nó cân bằng với nhau và nó healthy, nó đưa cái hệ sinh thái đi dần lên là được. Còn nếu mà để nói về một cái quy chuẩn riêng cho game thì như mình nói rồi đó, thì sản phẩm DeFi truyền thống thì nó cũng không có quy chuẩn đâu. Có nhiều dự án họ triển khai ví dụ như fair launch thì sao, ví dụ như một vài dự án khác họ có những quỹ đầu tư vòng đầu thì họ sẽ không theo một cái cấu trúc triển khai nó giống một dự án fair launch nữa, thì nó sẽ không có một cái quy chuẩn nào gọi là fixed, mà nó là một cái quy chuẩn động, tức là miễn sao là dự án đảm bảo được dòng tiền nó luân chuyển một cách hợp lý và cân bằng được cái lực mua và lực bán, thì khi mà họ dần dần họ build cái sản phẩm, họ phát triển đều đặn, người dùng đổ vào, thì với cái nền tảng đã được cân bằng từ trước thì họ sẽ tiếp tục tăng trưởng thôi. Vậy thì cái ý kiến của anh Andy về cái vấn đề này như thế nào? Mà mình thấy Nguyên nói có một ý rất là hay, mà các dự án hiện tại đang có nhiều dự án áp dụng hơn, đó là cái mô hình fair launch á. Fair launch thì nó có cái ưu điểm đó là cộng đồng dung nạp bao nhiêu thì dự án nó sẽ phát hành ra bấy nhiêu token. Nghĩa là cái sự gọi là cân bằng giữa cung và cầu của cái token dự án á, nó luôn luôn được đảm bảo. Cứ là bạn có hình dung là khi nào mà bất cứ khi nào giá nó tăng lên thì contract, cái hợp đồng nó sẽ tự động nó xả ra một lượng token nhất định để cho nó đáp ứng được là cái đường giá nó luôn nằm ở trên cái đường được set sẵn bởi dự án, có nghĩa là luôn luôn có một cái lượng cung và cầu nó mang ngang bằng nhau, thì nó sẽ giúp cho dự án nó gọi là đỡ mất công để nó gọi là phải điều tiết thị trường.
thì nó sẽ không cần nhiều đến VC, sẽ không cần nhiều đến backer ở đằng sau, cũng sẽ họ sẽ thoải mái, họ đầu tư vào công sức chất xám họ vào, họ làm game nhiều hơn. Thì đó cũng là cái mô hình rất là hay. Và mình thấy cái con đầu tiên mà mình vào đó là con Arigotchi, lúc hồi đầu mình có chia sẻ, thì mình thấy nó theo cái mô hình đó, là nó cũng là một cái lý do tại sao mà mình chọn nó là game đầu tiên mình chơi thay vì là XC. Tại vì thứ nhất là nó fair launch, thì bởi vì nó fair launch cho nên nó sẽ không bị ai xả lên đầu hết trơn á, và giá của nó cũng sẽ có khả năng nó được kiểu giữ ở cái mức nó bình ổn hơn. Bất cứ khi nào mà kiểu giá giảm xuống á, thì họ sẽ tự động đốt một cái lượng token nhất định để cho có sự khan hiếm ở trong nguồn cung đó. Thì đó là fair launch, cái mô hình mình nghĩ đối với game NFT gaming nên làm cái mô hình của tất cả các dự án này phải áp dụng. Yeah. Còn dự án nào mà họ cứ áp dụng theo mô hình bình thường phát hành token nomic IDO thì mình nghĩ nó đều có thể kiểu bỏ trong cái rổ nó làm DeFi. Yeah. Mình có thể gọi một cái pool DeFi khác thôi. Mình cũng thấy nó chẳng khác gì một cái dự án DeFi. Thật ra có một cái chéo ngoe ở đây, đó là bản thân cái NFT gaming này á, mọi người build cái hệ sinh thái nó decentralized về bản chất là để cái đơn vị phát hành game họ phân phối lại lợi nhuận nó công bằng hơn cho người chơi. Đúng rồi. Thì nếu như mà, tức là mình cũng suy nghĩ về cái ý này, đó là ví dụ như nếu mà đã có những cái investor đời đầu họ đầu tư vào game và cái hệ sinh thái nó đang lớn dần, thì khi mà họ exit thì bản thân những cái người mà join game mà vì profit á, thì sẽ là những người mà làm tạo thanh khoản cho cái phần exit của những VC này, cái quỹ đầu tư này. Ừ. Thì nó lại không fair về mặt game tài chính, đúng không? Tức là về bản chất trong game thì mọi người vẫn sẽ distribute giá trị về kiếm, về nhẫn rồi các kiểu, thì nó sẽ fair cho nhau, nhưng mà quỹ thì họ vẫn sẽ có một cái plan để exit. Thì mình nghĩ là fair launch nó sẽ phần nào giải quyết được vấn đề đó, tức là nó thực sự là một cái game để build ra cho cộng đồng, và kiểu như là mọi người sẽ đến đó và thực sự chơi, và cái game này thực sự là của cộng đồng của họ. Yeah. Họ enjoy cái game đó là một, là cái thứ hai là họ sẽ được hưởng một cái reward nó fair, một cái giá trị được phân phối nó fair hơn. Yeah, còn anh Andy thì sao? Anh nghĩ cái hành trình phát triển của NFT gaming, tức là một cái dự án mà muốn reach out ra, muốn chạm đến cái user base rộng hơn, thì nó cần phải làm những cái gì? Ừ, cũng đồng ý với ý của Nguyên nói, có nghĩa là nó sẽ phải có những cái yếu tố của thị trường game truyền thống họ đang làm được. Mình không thể nào mà bỏ qua được cái những điều mà game truyền thống đã làm được. Đó là gì? Yeah. Tạo nên những hệ sinh thái, những cộng đồng chơi rất là gọi là rất là healthy, rất là ổn định và có cái sức tăng trưởng trong lâu dài. Có những cái game có thể tồn tại những cả thập kỷ, và qua thập kỷ sau họ có thể tiếp tục họ tái xuất bản về những phần mới nữa. Nên mình có thể kể đến như là anh em đều biết là Dota nè, rồi Age of Empire là những game mà nó là Võ Lâm Truyền Kỳ, nó mọi người đều chơi nó rất lâu rồi và nó đều có thể có những tái bản. Thì nó đánh vào cái xu hướng đó là cộng đồng phải yêu thích cái game đó trước đã, rồi sau đó người ta mới có thể earn được từ nó, có thể kiếm được tiền từ nó, có thể là từ bán vật phẩm, từ chơi xong rồi cày level bán ạt lại, hay là đánh quái có được thú hiếm, thú xịn gì đó, vân 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 vân. Thì mình nghĩ nó nên bắt đầu từ cái thế mạnh của game truyền thống, là họ tạo được cộng đồng, luôn luôn bắt nguồn từ chữ cộng đồng. Rồi sau đó nó sẽ đến từ những cái yếu tố tiếp theo của bên crypto mà mình mang lại, như là việc thanh khoản, thanh toán nó dễ dàng hơn, việc bạn có thể chứng minh được cái nguồn gốc và cái sự hiếm của cái món đồ của bạn ở trên blockchain chẳng hạn. Đó là cái nó có thể nó bổ trợ, nó thêm giá trị cho crypto gaming thôi. Và cái mình nghĩ mà dự án có thể gọi là thành công hơn, thành công gọi là tự học được từ cái mô hình của những cái game truyền thống đó, nó là họ không chỉ có cái token ở trong game mà họ mang cái dòng tiền từ ở bên ngoài cái hệ sinh thái của họ vào trong cái hệ sinh thái token của họ nữa. Có nghĩa là gì?
nghĩa là bạn có thể mua đồ ở trong game, bán đồ ở trong game bằng token, bằng USD đi chẳng hạn, USDT đi ha. Nhưng mà bạn vẫn có thể nhận được thưởng. Mình lấy ví dụ là khi bạn được thắng giải của một cái giải game, trò chơi game ở đó, bạn là top 1, top 2, bạn nhận được phần thưởng từ nhà tài trợ. Hoặc là bạn đam mê về game, bạn mở cái kênh YouTube thì bạn có được chia sẻ lợi nhuận từ các nhà quảng cáo chẳng hạn. Thì đó những cái dòng tiền khác ở bên ngoài nó tiếp tục nó đổ vào cái nền kinh tế game crypto hiện tại nha. Thì đây là cái mà mình nghĩ nền kinh tế game crypto hiện tại cần phải đi theo cái hướng này, để thứ nhất là nó cũng có được cái độ phủ lớn hơn, có được cái cộng đồng nó healthy hơn, và thứ hai nữa là nó sẽ bớt phụ thuộc vào những người chơi mới, những cái nguồn tiền của những người chơi mới, khi họ phải mua vật phẩm lúc mới vào, họ phải kiểu đáp tiền vào như là tham cái pool như farming bình thường á, thì càng giảm bớt cái phụ thuộc đó đi thì càng nhiều càng tốt, mình nghĩ là thế. Mình nghĩ là đào đủ sâu trong cái chủ đề về NFT gaming và blockchain rồi. Thực ra nếu mà nói về những cái câu chuyện này thì có thể nói đến sáng cũng được, tại vì NFT là một chủ đề rất rộng và gaming cũng là một chủ đề rất rộng, có nhiều rất là nhiều thứ để nói. Nhưng mà dù sao thì cũng rất là cảm ơn anh Andy và Nguyên đã dành thời gian trong podcast ngày hôm nay. Rất sẵn lòng. Nếu mà anh em có những cái thắc mắc gì thì có thể comment giúp cho tụi mình ở dưới, hoặc là có thể nhắn lên trên nhóm. Cái link của nhóm thì chắc chắn cũng sẽ để ở dưới video thôi. Thì mình cũng sẽ cùng mọi người thảo luận ở trong nhóm FOMO cũng là cái nhóm khác. Thì hy vọng mọi người cũng sẽ đón nhận những số tiếp theo của mình. Cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại trên Coi 68.